Oh, xin chào anh em, quý khách hàng cùng các bạn đã tiếp tục trở lại với kênh mua bán xe tải cũ của bên mình. Ngày mới kính chúc anh em, quý khách hàng cùng các bạn dồi dào sức khỏe và luôn có nhiều thành công trong công việc cũng như là cuộc sống. Một ngày tràn ngập năng lượng và tràn ngập tiếng cười. Ngày hôm nay tiếp tục lên sóng cho anh em một mẫu xe của Việt Nam, VM Motor Việt Nam lắp ráp và sản xuất đời 2021, niên hạn sử dụng 1946. Một chiếc xe với tải trọng cho phép chở hàng hóa là 3 tấn 490, khối lượng toàn bộ là 7,2 tấn, khối lượng bản thân là 3 tấn rưỡi, chiều dài thùng là 6m050, chiều ngang là 1m950 và chiều cao của cái thùng là 1m940 và chiều cao của cái bửng là 625mm. Bánh xe cua còn mới chét luôn em, khung sắt xi bao dày bao cứng, cầu lớn thùng siêu dài dòng 3 tấn rưỡi, thùng dài 6m1 của nhà máy VM Motor Việt Nam lắp ráp và sản xuất, thùng tiêu chuẩn thôi, trụ sắt, sàn sắt, bao lường thùng bằng sắt, bản lề bằng sắt, có cái bửng ngoài, lớp ngoài của cái bửng miếng nắp thôi, trong là sàn sắt to lên kẽm, khung xương cũng bằng sắt nha anh em, khung cắm kèo cũng bằng sắt, nhưng mà thùng rất là dày và kiên cố. Xe còn đăng kiểm tới tháng 1 năm 2024, đăng kiểm còn dài, anh em mua về chỉ bị chạy thôi, không cần phải làm gì thêm. Xe còn rất là đẹp luôn, VM Motor VIM VT260-1 trên VT340, số lỗi đó là VT340 nè, tải trọng 3 tấn 4, thùng dài 6m1, chuyên chở những mặt hàng trần thùng dài 6m, hơn 6m, ghế bọc da 3 chỗ ngồi nước sơn màu xanh đó là bắt mắt luôn đó. Kính chỉnh điện khóa cửa trung tâm, vô lăng có trợ lực rất là nhẹ nhàng, máy Isuzu liên danh, tắp đi tắp đô cửa nhưng còn rất là mới. Xe mới đi được khoảng 79.000 km thôi anh em, ghế bọc da rất là sang trọng luôn, nội thất rất là đẹp, mọi thứ trên xe đều rất là ổn đó. Xe nhìn rất là mượt mà luôn anh em, vô lăng rất là to, cầm nắm rất là sướng. Kính chỉnh điện khóa cửa trung tâm rất là đầy đủ nha anh em, máy lạnh mát rượi luôn đó. 79.000 km, hộp số của nó thì có 5 số tiến, 1 số lùi, 76.000 chứ, 76.000 km nha anh em, cũng tương đối đời 2021. Máy lạnh, trang bị màn hình cảm ứng Android luôn, rất là tuyệt vời, siêu phẩm, đến từ nhà máy VM Motor Việt Nam lắp ráp và sản xuất VIM VT340, 3 tấn rưỡi, thùng dài 4m, 3 tấn 4, thùng dài 6m1 đó, rất là sình sò luôn anh em. Dòng này chạy bằng B2 được anh em, dưới 3 tấn rưỡi đó. Cục máy của nó là Isuzu với dung tích xy lanh của nó là 2,7 lít, công suất đẹp 78 kW từ thủ bằng 4, máy dầu phun dầu điện tử bếp full, máy rất là mới luôn, máy rất là đã luôn nè, chạy rất là sướng, rất tiết kiệm nhiên liệu nha đó. Xe này chuyên chở những mặt hàng nhẹ thôi, ống nước này là giấy rồi, cần chiều dài rất là ok lắm nè. Nếu anh em quan tâm cái mỗi xe VIM 3 tấn rưỡi thùng dài 6m1 này thì cứ liên hệ trực tiếp mình hoặc anh em xem xe với mức giá mà mình đang dự kiến chào bán cho anh em quý hàng của bạn siêu phẩm như thế này là 380 triệu nha anh em, 380 triệu ra đi em VIM này, mọi thứ đều rất là ổn nha, mưa và chỉ bị chạy thôi, không cần phải làm gì thêm. Cảm ơn em quý khách hàng của bạn đã theo dõi cái video báo giá cũng như là cập nhật liên tục tình hình giá cả xe tải cũ bên mình. Hẹn gặp lại anh em quý khách hàng của bạn trong những cái video báo giá như cập nhật liên tục tình hình giá cả xe tải cũ tiếp theo của mình. Cảm ơn rất nhiều, xin chào, hẹn gặp lại.